Xin chào các bạn nha. Trong một trường hợp mà khi mà mua chai rượu về mà không có một cái khui chai để rút cái nắp để lên ấy, thì nhiều bạn là sẽ dùng lực, dùng đũa hoặc dùng các vật dụng để ấn cái nút chai rơi vào bên trong. Sau đó là sử dụng rượu, khi mà hết rượu rồi thì mình muốn giữ lại chai để sử dụng thì không biết cách nào để mà lấy được cái nút chai ở bên trong này ra. Thì clip hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái mẹo để mà lấy cái nắp chai bên trong ra một cách đơn giản và vẫn giữ nguyên trọn vẹn cái chai này để sử dụng đựng rượu hoặc là sử dụng khi cần thiết. Thì sau đây là cái mẹo của tôi, rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị một cái khăn, khăn càng mỏng càng tốt. Đấy, trong trường hợp này thì tôi sử dụng cái khăn rất là mỏng và chắc. Thì việc đầu tiên thì ta sẽ cho một cái đầu khăn này vào, cho một khăn đầu khăn này vào. Các bạn nhớ là phải cho sâu vào trong. Cái chai là màu đen nên là các bạn chắc là cũng không quan sát được bên trong. Nó là cái nút chai, nhưng mà khi mà tôi lấy ra thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nút chai nó như thế nào. Đấy, sau khi mà đã đút thật sâu cái khăn này vào bên trong chai rồi thì chúng ta sẽ lắc làm sao mà cho nút chai nó nằm bên trong cái khăn. Rồi, sau khi mà cái nút chai nó nằm bên trong cái khăn rồi thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ rút chai ra, rút khăn ra. Và khi mà cái nút chai nó mắc kẹt giữa thành chai và khăn rồi thì chúng ta sẽ dùng lực hơi mạnh một chút để mà kéo chiếc nút chai ra. Ôi giời, nó bắn ra ngoài kia rồi, các bạn chờ một chút nhé. Đây là cái nút chai mà để mà đút vào bây giờ thì cực kỳ khó. Đây. Nhưng mà bằng một cái chiếc khăn này thì chúng ta có thể lấy ra một cách rất là dễ dàng. Và để vừa nãy dùng mạnh quá nên là các bạn chưa kịp nhìn, khi mà tôi lấy nút chai ra thì bây giờ tôi sẽ thử làm lại bằng một chiếc chai khác mà màu trắng để cho các bạn dễ quan sát nhé. Đây là một chiếc chai màu trắng. Tôi sẽ cố gắng đút cái nút này vào trong, chui hẳn vào bên trong chai. Đây, sau khi mà tôi cho cái nắp này vào bên trong chai thì chắc chắn là sẽ không có mẹo thì không bao giờ lấy cái nắp này ra một cách dễ dàng được. Và sau đây tôi sẽ làm lại cho các bạn xem cái cách mà lấy nút chai ra khỏi chai này bằng khăn này như thế nào nhé. Trước tiên thì ta sẽ cho cái đầu khăn này vào. Rồi, sau khi mà cái đuôi khăn đã vào đến sâu bên trong rồi thì chúng ta sẽ lắc làm sao mà cho cái lắp chai nó vào bên trong của khăn. Đấy, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu rút, từ từ rút khăn ra để làm sao mà cho cái nắp chai nó sẽ cùng với cái thành chai này nó bị kẹt vào trong cái thành chai này. Xong sau đó chúng ta sẽ từ từ rút ra như này đấy. Nào đây ạ,
chỉ cần một chút lực nhỏ nhỏ thôi chứ không cần phải phải nhiều lực lắm, và có thể là chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Và đây là cái cách mà lấy lắp nút chai ra khỏi chai một cách đơn giản và hiệu quả, và giữ nguyên vẹn cái chai để mà sử dụng. Chỉ cần một cái khăn này chúng ta có thể có cái mẹo lấy lắp ra khỏi chai. Các bạn thấy cái cách này hay thì các bạn chia sẻ cho mọi người biết.